sang nội dung của gì tiếp, No. giao tiếp về cả đó. Bây giờ hết 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 No. hết nói hết 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 Nó nói tập không đồng rồi chủ nhật mà. à? Không, mình sẽ học 2K vào thành một buổi bởi vì chủ nhật là cô cũng có lịch rồi. Thực ra là cô ưu tiên lớp mình đấy, là thứ năm đấy. Có biết lớp nào không? Cái lớp vừa rồi, lớp tối rồi kết thúc, các bạn học level 2 ấy, là cô đẩy 2K vào ngày chủ nhật đấy. Các bạn phải chấp nhận đó. Bởi vì sao? K2 rồi, bây giờ học level 2 phải nhường các bạn đấy chứ. Đúng không? Nên là các bạn học 2K vào ngày chủ nhật còn mệt hơn ấy. Đúng chưa? Đó. Nên là cái lớp mà level 2 cô đang đẩy vào ngày chủ nhật ạ. Là 2K vào ngày chủ nhật luôn. Bởi vì là lớp đấy là, thực ra là cô không định dạy dạy level 2 đâu. Nhưng mà các bạn ấy tha thiết quá, nên là cô mới dạy level 2 chứ không bình thường là không dạy đâu. Bởi vì level 2 phải đủ sĩ số. Đúng chưa? Đủ 80% trở lên, bài tập 80% trở lên. Thì cô sẽ tặng level 2 luôn 6 tháng, 3 tháng đấy chứ không phải là, không phải là 2 tháng đâu. Level 2 là 3 tháng đấy. Nên là nếu mà lớp chúng ta đạt được kết quả là chúng ta sẽ được level 2 free nữa đấy. Nên phải cố gắng lên. Được, cô sẽ dạy, còn nếu không được là cô sẽ nghỉ. 3 level 4 level 5 cô. Hả? Level level tiếp Level theo là 3 sang level level 4 level 3 level 4 level 5 đi cô. tiếp theo thì nó là sang level cơ bản rồi. Level nó cơ bản, mất gốc thì nó có 2 level thôi. Còn sang cơ bản thì nó có 2 level. Được chưa? Cơ bản là level 1 với level 2. Đấy gọi là cơ bản basic. Học với cô á, cơ bản á, nếu các bạn học giao tiếp cơ bản với cô á, thường video tầm 6 đến 8 phút đến 10 phút rồi. Chứ phải cơ bản mà nói với câu hello how you, I'm fine thank you and you luôn nhá. Học cơ bản với cô Nghe ấy cô là, vậy nên nói nha. học cơ bản với cô ấy là đã biết cách viết đoạn, nghe được đoạn và giao tiếp được đoạn. Viết bài, giao tiếp được bài và nghe được bài rồi. Đấy là cơ bản đấy ạ, chứ không phải cơ bản học mấy cái câu cơ bản đâu ạ. Cơ bản với cô ấy là các bạn phải nói một chủ đề tầm 6 đến 8 phút, có đến 10 phút rồi. Đấy gọi là cơ bản ạ. Chứ không phải cơ bản đấy nói mấy cái, học mấy cái basic hello how you đâu. Được chưa? Hết nhiệm vụ của lớp mất gốc này, của cả level 1, level 2 ạ, là chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là chúng ta có thể tự đặt câu bất kể một câu nào ạ, giao tiếp bất kể câu nào theo ý muốn của mình ạ. Được chưa? Ở mức độ nhanh rồi ạ. Nhưng tuy nhiên ạ, nếu câu nào mà chưa biết từ mới thì đương nhiên là chúng ta chưa thể làm được từ mới, bởi vì trong 2 level này chúng ta đâu đó được khoảng 2.000 từ vựng. Mà 2.000 từ vựng thì đương nhiên vẫn còn những từ mới nhiều nữa, đúng không? Từ mới để giao tiếp cơ bản ấy, chúng ta tầm khoảng 4.000 đến 6.000 từ vựng ạ. 4.000 đến 6.000 từ vựng thì giao tiếp cơ bản là ok. Được chưa? Đấy, thế nên nếu mất gốc, chúng ta hết lớp mất gốc chúng ta được khoảng 2.000 từ vựng. 2.000 từ vựng thì chưa thể là giao tiếp nhiều được. Chỉ giao tiếp trong phạm vi 2.000 từ vựng đấy thôi. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng biết tự đặt câu, biết giao tiếp câu theo ý muốn của mình. Được chưa? Đấy. Nên là chúng ta đang đi những bước đầu tiên chập chững xây câu ạ. Đúng không? Nên là chúng ta nhìn ban đầu thì có thể là rất cơ bản, rất dễ dàng như thế thôi. Những bạn mà gì ạ, mất gốc tiếng Anh thì học cái này rất thích. Còn những bạn biết biết nhiều tí rồi bảo úi, học cái này to be em is ai biết từ lâu rồi, dễ này dạy làm gì. Tuy nhiên ạ, các bạn có thể biết à, to be số ít thì là is, chủ ngữ số nhiều to be là a, các bạn có thể biết là như thế. Nhưng khi vào câu ạ, các bạn nói ạ, nó cứ nhầm loạn xạ hết lên. Cái điều quan trọng nhất ở đây cô không dạy các bạn để các bạn hiểu lý thuyết, mà vấn đề chúng ta hiểu đây là chúng ta phải gì ạ, speak ra được ạ. Speak được và phải chuẩn chỉnh ạ. Speak lại được tất cả những gì chúng ta học. Các bạn thấy học thì rất đơn giản đúng không? Nhưng khi bài tập về nhà thấy gì ạ? Thấy được chưa ạ? Bài tập về nhà 2 bài ạ. Đúng không? Có những bạn sẽ làm vót mồ hôi rồi đấy. Đúng không ạ? Nhưng có những bạn làm thì dễ, bởi vì là gì ạ? Nó cũng có nhiều từ vựng rồi. Còn có những bạn mới có ít từ vựng thôi thì toát mồ hôi rồi phải làm mất nhiều thời gian đúng không ạ? Không sao cả. Đấy ạ? Ban đầu nó như thế nhưng sau nó sẽ ổn ạ. Được chưa? Nhiều đánh Các bạn đã quen. về nhà, bước về nhà các bạn đã xây câu rồi, tự xây câu rồi đúng không ạ? Đó là bước số 4 đấy. Còn bước số 5 ngày hôm nay của cô đó chính là bước gì? Bước số 5 của cô là bước gì các bạn biết không? Nhớ không? Nhớ không ạ? Trả lời, bước số 5 là bước gì? Đừng nói cô quên hết rồi nha. Giao Nhanh tiếp. lên. Ờ, bước số 5 là bước gì? Nào, quên hết rồi. Em chưa Cô kiểm tra ừ, đánh cô giải hỏi đấy. Cả một cái lớp hơn 80 bạn thế này mà có một hai bạn nói được rồi là thế nào? Nhớ này, các bước học giao tiếp chúng ta này,
Mỗi một hôm sẽ học một chủ đề. Mỗi một chủ đề bao gồm khoảng 60 từ vựng, đúng chưa? Vậy high five vừa rồi cô cho bạn chép có phải khoảng 60 từ vựng chưa? 30 cặp. Rồi Có phải 30 cặp là 60 từ vựng ạ. chưa? Rồi ạ. Từ vựng học cần phải đọc được là một, nghĩa là Rồi hai, loại từ là ạ. ba, có hết chưa? Có hết rồi đúng không? Bước thứ Rồi hai. Bước thứ hai học ngữ pháp đúng chưa? ạ. Ngữ pháp cô đã dạy rồi, đặt câu động từ to be rồi, khẳng định phủ định nghi vấn rồi, đọc đặt có chưa? Có rồi, ngữ pháp có rồi. Nào bước thứ ba là bước gì? Đặt câu xây câu. Sử dụng từ vựng Đặt của bước câu của 1. cô giáo. Đúng rồi, sử dụng từ vựng của bước 1 và ngữ pháp của bước 2 là vào quá trình gì? Xây câu. Và bước đấy hôm trước cô đã làm cho bạn chưa? Làm rồi đúng chưa? Khẳng định phủ định yes no cô đều lấy ví dụ cho lớp mình hết rồi đúng không? Tiếp theo nữa, bước số 4, về nhà xây câu chính là bước của bạn đấy. Có phải câu cô đã cho sẵn hết rồi không? Và về nhà chỉ việc gì? Translate sang tiếng Anh là xây câu chưa? Đúng chưa? Bước số 5 chính là bước gì? Cô kiểm tra bài Check nào. là bước cô kiểm tra và ngày hôm nay sẽ là bước cô kiểm tra đây ạ. À. Tí nữa sẽ được hưởng luôn ạ, à. Được thưởng thức bước này luôn ạ. À. Được chưa ạ? Bước số 5 là bước gì? À bước số 6, bước 6. Bước 6 là bước gì? Nói Speaking, speaking. speaking Nào thế bước nói này ai nói ạ? À? Của ai ạ? Bước của ai ạ? À? Cô cô và à, sinh thế thế cô nói thay luôn cho khỏi mình học. học sinh Bước nói là bước của lớp mình, được chưa? Chúng ta nhớ này, chúng ta nhớ này, dù cô có giỏi đến mấy chăng nữa, nhưng nếu đến bước nói các bạn không bật ra, các bạn không mở miệng ra nói thì thất bại. Bởi vì cô có giỏi mấy cô cũng phải là thần. Nếu là thần cô mở miệng bạn ra được, bảo mở là mở, đóng là đóng, mở là mở, đóng là đóng, đúng không? Nhưng cô không làm được điều đó. Nên bước nói nhất định các bạn phải mở miệng ra nói, được chưa? Mà bước nói thì các bạn biết rằng là học nói với cô không ai cho nói dễ như cô. Nhưng mà đã cho nói dễ như cô rồi, nhưng mà lại gì ạ? Lại nói được gì ạ? Rất nhiều. Tí nữa sẽ hướng dẫn cách cô cho lớp mình nói. Cả lớp mình đều nói được luôn. Ai nói được? Chẳng ai cũng nói được. Chắc chắn sẽ nói được. Chẳng qua có mở miệng hay không thôi ạ. Cô đảm bảo một điều rằng đã hiểu được quá trình đặt câu và hiểu được quá trình check rồi ạ. Ai cũng nói được. Chỉ có điều là mở miệng ra hay không thôi, mở miệng ra là nói được. Đấy, học nói với cô dễ không ạ? Cô bảo rồi mà, tất cả các bước ấy là cô đã bày bày tiệc sẵn hết rồi. Các bạn chỉ việc nhào vô mà ăn thôi. Đúng không ạ? Có phải cái bước mà các bạn tự xây câu cô có bắt các bạn tự xây không? Mà Câu ạ. cô đã dựng sẵn các bạn các câu sẵn rồi. Mà câu đấy cô dựng các bạn thấy không ạ? Câu nào cũng có từ vựng chúng ta học rồi đúng chưa? Có phải không ạ? Câu nào cô cho cũng có từ vựng học rồi. Câu nào cô cho cũng có chỉ năng ba dạng là khẳng định, phủ định, yes, no đúng chưa? Chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều đúng chưa? Đấy. Học hết rồi. Nhưng mà nếu các bạn để các bạn tự xây xem, các bạn mò ra các bạn đặt một câu có khi lại ra đủ các thể loại khác nhau. Lại sử dụng toàn những từ vựng mới khác nên là khó lè lưỡi làm sao mà học được. Đúng không ạ? Nên sử dụng từ vựng chúng ta đã học rồi ấy thì nó sẽ nhớ, nó dễ và nó nhớ. Thấy chưa? Đấy, tất cả quá trình học đặt câu xây câu và giao tiếp xoay quanh tất cả từ vựng chúng ta đã học để chúng ta cuối cùng là gì ạ? Nhớ sạch 60 tính từ này, được chưa ạ? Mục đích cuối cùng là khi đạt đến bước nói, nhớ sạch hết 60 tính từ, nhớ sạch luôn giao tiếp dưới dạng thực hành luôn. Nói được luôn, được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đọc nhá, bởi vì hôm trước chúng ta còn thiếu mất bước đọc ạ. Bước đọc của chúng ta thì có những cái từ vựng còn lại cô chưa cho đọc. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đọc và đọc thật nhanh ạ. Bước đọc này thì đương nhiên cái phát âm chúng ta không thể đọc chuẩn ngay được bởi vì chúng ta mới học được có 2 buổi phát âm mà, đúng không? Nên mới đọc được 2 buổi phát âm thì làm sao chúng ta đọc chuẩn phát âm được, nên là gọi là đọc được là được nhá. Không cần cầu thị quá đọc ngon đâu, sau này chúng ta học chuẩn phát âm rồi chúng ta sẽ tự sửa lại sau nhá. Được chưa? Rồi sẽ chỉnh lại ngon nghẻ phát âm sau, còn bây giờ thì chúng ta cứ đọc gọi là đại khái thôi. Cứ đọc theo cô ạ, được chưa? Đọc được là được, không muốn mức sai quá là được ạ. Nhá. Nào, bây giờ cả lớp đọc cho cô ạ. Những từ này đọc hết rồi ạ. Cặp mà cô dạy cặp đầu tiên học hết rồi ạ. Nào, đến từ cặp số 7 này thì phải ạ. Xin mời đọc ạ, theo cô ạ. Asleep. Asleep. Nghe ạ, awake. Biết rồi mà mẹ. Awake. Có đọc theo ạ. Clean. 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 Dirty.
Dirty. Pretty. Bờ mí môi lại ạ. À? Pretty. Dirty. Mí môi lại ạ. À? Beautiful. Ugly. Giờ quay nữa trong ạ. Dangerous. 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 Interesting. Từ này có hai cách đọc. Một, bạn đọc interesting. Hai, bạn đọc interesting. Có hai cách đọc như vậy, interesting hoặc là interesting. Được chưa? Nào, các bạn đọc cách nào được ạ? Xin mời đọc interesting. Ta nhớ này, đọc xong một từ chúng ta chỉ đọc một lần thôi nhé, đừng đọc nhiều, bởi vì khi các bạn đọc tiếp từ tiếp theo nó bị lẫn vào giọng cô, các bạn khác khó nghe ạ. Khi cô đọc là lớp chúng ta phải dừng ạ. À? Được chưa? Còn cô dừng cái thì các bạn đọc ạ. À? Nào xin mời đọc. Stupid. Stupid. Rồi ạ. À, tiếp tục. Shallow. Shallow. Đấy như vậy là ok ạ. À. Cô cứ đọc thì các bạn sẽ dừng mà cô dừng thì các bạn sẽ đọc ạ. À? Được chưa? Đó. Ở đây cong môi đuổi gà đúng không? Shallow. 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 Deep. Deep. Bờ đưa môi lên răng ạ. À? Forced. Nào xin mời cả lớp đọc cho cô từ này ạ. Xin mời đọc. Clever. Next one. Intelligent. Next one. Smart. Next one. Stupid. Cong môi. Shallow. Next one. Deep. Rồi. Tốt. Đây là file đầu tiên đúng không? Chúng ta còn file số 2 nữa đúng không? Đấy, ít nhất là cũng phải đọc đọc được đã. Không đọc được chuẩn phát âm ngay bởi vì là chúng ta đương nhiên là chưa đọc được chuẩn ngay rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta gì? Đã học chuẩn phát âm đâu, đúng không? Phát âm chúng ta mới học mà. Đúng không ạ? Mới học được một ít làm sao chuẩn ngay được, nhưng ít nhất phải đọc đọc được như thế đã. Chúng ta chưa cần phải cầu thị quá là phải đọc được ngon hẳn đâu ạ. Được chưa? Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ đọc tiếp. Nào không vẽ lên màn hình của cô ạ. Sorry. Okay. Như có tắt nhầm file rồi sao? À đây. File số 2 ạ. À. Xin mời cả lớp đọc theo. Cái cong môi đọc ạ. À. Âm này cong môi này. Cheap. Đọc đi ạ. Tục ạ. Expensive. Expensive. Một xoáng này. Rồi ạ. Tiếp tục ạ. À. Easy. Easy. Next one. Difficult. Difficult. Good job. Next one ạ. À. Friendly. Friendly. Unfriendly. Unfriendly. Next one, kite. Kite. Unkite. Unkite. Thu lễ và good. Good. Tiếp tục ạ, bad. Bad. Good job. Tiếp tục ạ, fat. 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 Thin. Next one, thick. Thin. Next one, thin. Thin. Good job. Big. 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 Small. 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 Tiếp tục ạ. Full. 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 Good. Tiếp tục ạ. Hungry. 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 Next one. Empty. Empty.
em chị em good job next one baby ai bên ạ young 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 next one old nhớ chữ này baby ai bên nhá young 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 cho cuối này hôn gió cuối này rich 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 ngồi hot 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 low 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 the job chụm môi vào wet 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 dry dry âm nào mà lát chúng ta được học rồi ấy, thì cô sẽ bảo còn âm nào mà chưa học thì cô không nhắc gì cả ví dụ âm này g này học rồi cô bảo chụm môi vào thì cứ chụm môi đọc được chưa vừa học rồi vừa học xong đúng không rồi xong rồi nào bây giờ chúng ta sẽ cô chỉ đâu các bạn đọc đấy cong môi lên đọc đọc đi đọc đi ạ cheap đúng rồi tiếp tục nào expensive expensive good job next one expensive easy good job next one easy good job next one friendly 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 unfriendly friendly unfriendly 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 good next one good good bờ dí môi vào đọc nào dí môi đọc bad 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 hungry, hungry, hungry. Empty. Cái này bề miệng hai bên nhá. Giờ bề miệng hai bên nào. Bề miệng hai bên. Young, young, young. Đúng rồi. Tiếp tục. Oh, oh, hôn gió ở cuối nhá. Đọc đi. Rich, rich, bờ mím môi vào. Rich, next one. Next one. Good job. Next one. Good job. Next one. Happy. Good job. Next one. Good. Next one. Chụm môi. Okay. Cô đã giúp lớp mình gì ạ? À? Đọc được rồi ạ. À. Đọc đây là gọi là đọc được thôi đã. Còn chuẩn phát âm thì chưa? Bao giờ chúng ta học nhiều phát âm đã, chúng ta sẽ chuẩn chỉnh sau nhé. Nhưng ít nhất đọc được như thế là được rồi ạ. À. Tạm thời thế đã. Bây giờ bắt đầu cô sẽ vào bước check ạ. À. Bước số 5 ạ. À. Là bước check ạ. À. Nào, bước check này chúng ta còn nhớ phát triển mấy kỹ năng không? Mấy? Hai kỹ năng viết và nói. Hai kỹ năng viết và nói đúng không ạ? Vậy để đảm bảo được này, chúng ta nhớ nghe cô dặn này. Để đảm bảo được bước này phát triển được cả hai kỹ năng nói và viết thì cô yêu cầu lớp mình như sau ạ, 100% nhớ này, nhớ cô dặn nhá. Không được làm theo ý của mình đâu ạ, làm theo ý mình thì về nhà lại giao tiếp theo kiểu cũ ạ. Được chưa? Nhiệm vụ chúng ta là trong bước này. À, ok. Đấy, có tí rồi đấy. Cô hình như đâu cô một hôm mấy zoom nữa. Bên này cô máy, bên này bên ngoài máy. Đang chạy lớp khác. Cô chạy xô. Không phải dạy mỗi lớp mình đâu. Nhưng mà có bạn cô mà không nói đúng là biết là cô đang lớp khác cô đang chạy đây. Đúng hả? Ê, có phải một hôm cô một lớp đâu. Yeah. Một lớp cô đang bốn ba bốn zoom đang chạy bên cạnh ấy. Lớp khác. Cô lớp khác nha. Hả? Hello các bạn lớp khác nhá.
Các bạn khác cố tăng tắt Xin mic là sao chào nghe các được bạn không? nước khác. Vào trong em ơi. À, cô đang tắt mic thì làm sao mà biết được à, đây là đây Hello. máy này, nhìn máy không đấy? Không À ha, thì ra cô dạy hai lớp cùng lúc bảo cô. phải hai lớp Ồ. à, mà nhiều lớp ạ. Đu. Cô Là là người thế toàn mà, năng. các bạn không biết là một ngày của cô bao nhiêu ca đâu, Giống một như là ngày tình cô bao nhiêu cảm ca với cậu biết không? Một ngày cô bắt đầu Mai. từ 4 giờ sáng, 100.000 ca. một ngày cô bắt đầu từ 4 giờ sáng là có lớp rồi, một sáng là mấy lớp rồi các bạn, đến lúc các bạn mở mắt ra dậy thì cô đã xong khoảng 2 3 4 ca rồi. Ui. đã xúc miệng ăn sáng Thế bằng mấy vậy lớp sao rồi nên là tại sao các bạn thấy rằng cô dạy được nhiều lớp như thế, không phải tự nhiên đâu. Tất cả mọi cô? thứ Thế cô lấy thì ra lúc đấy hả cô? sáng dậy thì dậy đã, bao giờ ăn sáng mới đánh răng. Không mở mắt cô. À, mắt á, thì rửa cái mặt đi, mắt đã mở là được rồi. Hôm nào mà dậy muộn quá không kịp thì không kịp, dậy mở mặt không kịp rửa mặt đúng không? Dậy này cần gì mở, cần gì mặt phải đẹp đâu đúng không? Filter được không? Không cần phải rửa mặt. Ừ, cô đây mặt để nguyên mà. Nên là sáng dậy quan trọng là cười thì tươi đúng không? Như học sinh nhìn thấy mình cười nó là xích rồi. À, các bạn học sinh học lớp sáng sớm bảo ui em chỉ thích được một ngày lúc nào cũng năng lượng như cô đây. À, cô một ngày của cô liên Ôi, tục cô hoạt cũng không động. cần rửa mặt đã xinh lắm rồi cô ạ. Rửa mặt chắc xinh hơn nhỉ. Các bạn học viên gặp cô bên ngoài các bạn bảo là Đúng cô bên ngoài còn trẻ xinh hơn bên trong. Bảo thế à, bảo thế thì thích quá. Thì sợ là bảo các bạn ở bên trong nhìn đẹp hơn rồi. Zoom này nó có cái phần mềm make up à, đúng không? Rồi, ai vui vui thế thôi, trêu bạn. Đấy. Nói chung là cô thì lúc nào cũng có vài ca cùng một lúc ạ. Bởi vì các lớp khác học video. Các lớp khác đang học video của cô ấy. Đó. Còn lớp mình các bạn biết là cô ưu tiên ấy. Ưu tiên được học trực tiếp ấy, bởi vì các bạn chưa quen, chưa có tự giác được, chưa có tự lập được, dự nên là quá phải cô phải trực tiếp, phải tương tác, cũng phải biết tạo động lực. Ôi đừng có share màn hình nhá bạn Hưng ơi, bạn Việt Anh ơi, đừng tắt màn hình đi, cô còn share không là cô không dạy được. Đã tắt màn mất hình cho gì cô đâu. cái rồi đó. Thì sau này các bạn học cô lâu các bạn sẽ thấy rằng là cô thực ra không phải một giáo viên bình thường như là một giáo viên khác đâu. Nên là Cô là nên một rằng là giáo viên toàn năng. một một lớp học 100 người như này, cô thực ra không cần quản lý lớp, cô cũng biết hết các bạn làm gì, các bạn ngồi làm gì như thế nào cô biết hết, chẳng qua sao cô không nói thôi, chứ còn cô đang dạy cô không có tiện thời gian nói thôi, chứ còn các bạn làm gì như nào gần như cô biết hết. Cô lướt qua màn hình cô 50 người mà cô còn chưa cắm lên tivi đâu. Cô mà cắm lên tivi mặt trước mặt cô, cái tivi nó to đùng, màn hình các bạn có to đùng lên cơ ạ. Thì cô nhìn nó dễ lắm, nhưng mà thôi bằng 100 người đấy cô thấy không cần thiết phải trên tivi, cô không cần cắm, chứ cô quay ra kia cô cắm cái tivi các bạn sẽ nhìn thấy nét nẹt các bạn luôn. Nên là Cô cầm hoặc là cô cái mà tivi, cô nhìn vào thấy hai không máy, bình mà tĩnh. nếu mà cô vào hai máy thì lúc nào cũng nhìn thấy 100% các bạn luôn. Nên các bạn nghĩ rằng là ngồi Zoom này cô không biết, đã bảo lớp khác rồi, lúc mà hôm lớp mà các bạn ấy bảo có lớp bạn kia bạn ăn dưa hấu, cô bảo thế cô bảo giờ này giờ học giờ ăn dưa hấu nhá, cô nhắc thế bạn bảo cô em ăn miếng dưa Là cô hấu phải bảo mà là nó ngầu này cho cô xin miếng. cô không Cô gì nhớ không? biết. Bởi vì là thực ra cô không nói thôi, nên là với các giáo viên khác trên lớp các bạn phải qua được mặt, nhưng mà cô thì gần như các bạn làm gì cô biết hết, kể cả cô dạy nên nhưng mắt cô vẫn đang liếc các phòng bên cạnh mà, cô vẫn liếc các phòng bên cạnh bình thường, nên là các bạn khác ở phòng bên cạnh học hay không học cô đều biết hết ạ. À, đấy nên là cô Ok. xử lý nhanh lắm, cô xử lý Zoom cực kỳ nhanh luôn, Thấy mở nhanh không xong đấy một video trong ăn vào. Rồi ok, bây giờ chúng ta nhớ này, bước số 5 bước số 5 này thì sẽ bước check, nhớ để đảm bảo hai chưa? kỹ năng này các bạn nhớ này. Đúng Thứ nhất, rồi. nhắc nha, nghe kỹ này, thứ nhất không ghi chép gì cả, tuyệt đối không ghi chép, nhớ chưa? Cô chữa không được ghi chép cái gì hết, được chưa? Thứ hai, cô cứ hỏi gì các bạn đáp đấy ạ, cô hỏi các bạn đáp ạ, cô hỏi các bạn đáp ạ, được chưa ạ? Phải làm được đấy nhá, không ghi chép,
Cất hết đáp án của bạn đi ạ. Cất hết hoàn toàn đáp án, cất hết đi ạ các bạn. Cái việc các bạn làm nhà nó chỉ có giá trị khi các bạn làm ở nhà thôi ạ. Còn bước check này tuyệt đối là các bạn không xem đáp án của bạn đã làm nhà, gấp hết lại, không ghi chép, nhớ chưa? Nhiệm vụ là câu hỏi các bạn đáp, câu hỏi các bạn đáp, hỏi các bạn nói, được chưa? Thì mới đảm bảo được hai yếu tố này. Và sau khi chữa xong, cô sẽ gửi file đáp án lên cho lớp, nên yên tâm một điều rằng không phải chép, nhớ chưa? Cô sẽ gửi hoàn toàn file đáp án này lên nhóm cho lớp mình ạ, nên là có hết đầy đủ ạ. Nên các bạn không lo là u chết rồi không chép kịp thì tí nữa ấy. Mình không biết là đúng hay sai nữa, về nhà không có cái để check, được chưa? Không phải lo cái đấy nhá. Cô sẽ gì ạ? Gửi đáp án lên nên không phải lo, được chưa? Nên nhiệm vụ chúng ta chỉ việc nói thôi ạ. Cứ câu hỏi các bạn đáp, nhớ chưa? Hiểu được nội dung cô nhắc chưa đấy? Rõ chưa? Rồi ạ. Ok, bắt đầu vào chữa. Ok. Cô cứ hỏi cái nào các bạn, cô cứ hỏi các bạn trả lời cái đó. Khi cô hỏi các bạn đáp chính là các bạn đang nói ạ. Được chưa ạ? Nào, câu đầu tiên, chồng bạn cao còn chồng cô ấy thấp, đây là câu gì ạ? Khẳng định, phủ định hay là yes no trả lời? Khẳng định. Khẳng định rồi. Nhớ nhá, đây, câu khẳng định chủ ngữ to be cộng tân ngữ. Câu phủ định có chứa chữ không, thêm not vào phía sau. Được chưa ạ? E not isn't, a not là aren't. Được chưa ạ? Còn câu hỏi yes no question có nghĩa là chúng ta phải trả lời có hoặc là không. Vậy câu hỏi chúng ta phải đảo to be lên, am is are lên, sau đến chủ ngữ và tân ngữ, nhớ chưa? Không chưa, hết rồi nha. Rồi, đây là câu khẳng định. Dạ. Vậy thì đây, câu khẳng định đây. Nào, chủ ngữ, chồng bạn, chồng cô ấy, số ít là số nhiều ạ? Số ít. Số ít, to be là gì? Is. Đúng rồi, số ít, to be là is. Nào, xin mời làm, nói đi. Nhìn thẳng vào đây nói, không được nhìn đáp án đâu nha. My husband is Your cold. husband Your is husband cold. is cold. Your Your husband husband is is short. cold. Her husband Her human nè. is Her husband is short. Husband, Husband. Hơi lỗi kỹ thuật, hơi lỗi kỹ husband is short. thuật. Rồi, nói xong rồi thì trật tự đến lượt cô. Được chưa? Đây, đấy là các bạn đang nói đấy. Được chưa? Bước đang tập nói đấy ạ. À. Nào, đấy nhìn đâu, chủ ngữ số ít, your husband, to be là cao như bạn biết rồi, tall, her husband là số ít, đúng không? To be là short, được chưa? Dễ không? Câu số 2, number 2, trung tâm AV vẫn mở cửa vào cuối tuần với thế không? Đây là câu gì ạ? À? Khẳng định, phủ định hay yes no? Yellow Yes question. no. Rồi, chủ ngữ trung Yes, tâm AV no. số ít hay nhiều ạ? Ít. Ít ạ. To Số be là ít gì ạ? ạ. Số ít ạ. Is. To be là is. Rồi xin mời đảo to be is then. Is xong đến gì nữa? Is Center. Nói đi. AV Center. Center gì A, ạ? Open. E, Open. AV Open. Open. Chính xác ạ. Open. Open. Đến khi cô nói thì các bạn sẽ phải dừng. Còn khi cô cho bạn nói thì nói thoải mái đi. Còn khi cô nói thì cả lớp sẽ phải dừng để cho cả lớp cùng nghe được. Đây. Đây là câu hỏi yes no ạ. Vì vậy nên to be sẽ phải đảo lên trên đầu câu ạ. À. Và to be ở đây là số ít nên là is. AV center là số ít ạ. À. Dạ, chủ ngữ. Và đây chính là tân ngữ ạ. À. Được chưa? Ok. Tiếp tục. Cửa hàng đó vẫn đóng cửa phải không? Câu gì đây ạ? À? Khẳng định, phủ định hay yes no? Yes, no question. Yes no question. Cửa hàng đó số ít hay nhiều ạ? À? Số ít ạ. À. Vậy đảo cái gì lên ạ? Is. Is gì nữa? Bắt đầu làm đi ạ. À. Vẫn đóng là gì? Đúng rồi. Từ vẫn đóng ở đây chính là close, đúng không? Is that shop hoặc là that store close? Được chưa? Good. Những chiếc kẹo đó cứng phải không? Câu gì đây? Yes, Yes, no no question. question. Chủ ngữ số ít hay nhiều? Nhiều. 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 Chủ ngữ là những chiếc kẹo đó là số nhiều. To be là gì? To be là A. A đảo lên A gì? Candy. Đúng rồi. Số nhiều. Nên to be đảo lên sẽ là A. Sau đó gì? Though Those candy. À, though candy. candy. Cứng là hot. Đúng chưa? Đấy, số nhiều to be là A, số ít thì to be là is. Được chưa?
Cái túi đó không mềm mại. Câu gì ạ? Khẳng Phủ định, định. phủ định hay yes no? Phủ định. Có chứa chữ không, vì vậy là câu Phủ phủ định, định. Cái túi đó số ít hay nhiều? Số Cái ít. túi đó số ít hay nhiều? Ít. Số ít. To Số be ít. là gì ạ? That Is. To be là gì ạ? Là Easy. Easy ạ, đúng rồi. Phủ định thì to be là gì? Isn't, đúng ạ? Nào xin mời làm câu này ạ. Isn't. Đúng rồi. Em bé bé is is That short. bé bé isn't Đúng short. rồi. Short. Good job ạ. That bag isn't soft. Đó. Tiếp theo. Những câu hỏi này không khó. Câu gì đây? Câu phủ Phủ định. Có chứa chữ Khẳng không? định Phủ định. Có chứa chữ Không. không? Nó là Là câu phủ phủ định. định. Những câu hỏi này chủ ngữ số ít hay nhiều đây? Nhiều ạ. To be là gì ạ? Có nhiều. To be là gì Xin ạ? là or. Đúng rồi, to be là aren't. Aren't. Nào xin mời những câu hỏi này không khó nói như nào ạ? These questions aren't Those questions aren't difficult. Or easy. difficult. Rồi, good job. Chúng ta có thể dùng difficult hoặc chúng ta có thể dùng từ hard cũng được. Những câu hỏi này là the question. To be số nhiều, cục định là aren't, hard hoặc là difficult. Nào, nhưng những câu hỏi kia thì không dễ. Câu gì đây? Hurt, Câu but gì ạ? Pulling. Câu phủ định. Chủ ngữ số ít hay nhiều đây? Easy. Nhiều. Có nhiều ạ. Nhiều. Rồi xin mời làm câu thứ hai nào. Làm đi. Xin mời làm. But those questions aren't easy. Rồi, good job. Chúng ta nhìn vào đây ạ. Đáng nhẽ là chúng ta dùng those question đúng không? Nhưng chúng ta nhìn vào đây ạ. Question đã được nhắc đến một lần trong câu trước rồi. Nếu chúng ta lại dùng từ question ở đây một lần nữa thì nó bị lặp từ. Mà nguyên tắc thì người Anh người ta rất không thích cái việc dùng lặp từ ạ. Nên chúng ta sẽ không dùng lặp từ mà chúng ta sẽ dùng one để thay thế ạ. Nhớ cho cô này, nếu thay thế cho số ít thì one sẽ không có s ạ. Mà thay thế cho số nhiều thì one sẽ có s ạ. Xóa màn hình cho cô bạn nào biết đấy ạ. Dạ, thay thế cho số nhiều thì one sẽ có s ạ. Nhớ chưa? Để tránh lặp từ thôi nhá. Dạ, uneasy. Câu trả lời này đúng phải không? Câu gì đây ạ? Cái nào Đó. question ạ? Yes, no ạ. Chủ ngữ số ít hay số nhiều ạ? Yes, Số ít Ít ạ. thì nhỉ? Ít Ít. ạ. Đảo cái Ít gì lên ạ. nào? Bắt đầu làm ạ. Ít. Y gì nữa? Question. Is Question. this Question. question Question right? Is Chúng ta nhớ là ở it đây này. Ở đây question không phải là câu hỏi mà đây là câu trả lời. Câu hỏi là question, còn câu trả lời là gì? right? Is this answer? Is Answer. this answer right? Đúng không? Hoặc là true, Is it answer hoặc là correct. Ba từ này dùng đều được ạ. À. Đúng không? It is answer right. Được chưa? Câu trả lời kia không sai. Câu gì đây? Câu gì đây? Phủ định. Phủ định Phủ ạ. định. Phủ Chủ ngữ số ít hay nhiều đây? It Chủ ngữ số ít hay nhiều? isn't. Thôi đi ạ. Đó, À, số thôi đi ít ạ. À. Rồi, xin mời làm ạ. À. Gì nhỉ? That That answer isn't not false. Right. Thấy có nhiều đáp án khác nhau ạ. À. Có bạn thì biết sử dụng that one rồi, nhưng có bạn vẫn dùng that answer. Bởi vì answer giống như câu trên ạ, à, vừa mới lặp một lần rồi nên chúng ta sẽ không tránh lặp lại lần thứ hai ạ. À. Nên không dùng that answer nữa mà dùng one để thay thế cho từ answer ạ. À. Hiểu chưa ạ? That one isn't wrong hoặc là false. Được chưa? Ok, good job. Tiếp theo, thành phố ồn ào còn nông thôn thì yên tĩnh. Câu gì đây? Trả lời. Khẳng định. Tôi khẳng Tôi định khẳng ạ. định ạ. Chủ ngữ số Khẳng ít hay số nhiều ạ? định. Số ít hay số nhiều đây? Ít. Ít.
Cả hai cái chủ ngữ đều số ít ạ. À. Vì vậy to be phải là gì? Is Is. Rồi xin mời làm nào. Bắt đầu. city city Làm đấy. Gì gì? is Is very very noisy noisy. Đúng rồi. Tiếp tục nào. very noisy And and quiet nông thôn là countryside. Gì nữa? countryside 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 is Đúng rồi. Is quiet or is very quiet. Đúng không? Đấy không ạ? Số ít thì cứ to be là iso, chủ ngữ động từ to be và tân ngữ là xong. Đúng không? Những quyển sách này rất nặng, còn quyển sách kia thì nhẹ. Câu gì đây? khẳng định Câu khẳng định. Đúng rồi. Những quyển sách này ít hay nhiều? nhiều nhiều Rồi, to be không là gì? à à À, rồi. Nào xin mời làm câu đầu tiên luôn là những quyển sách này rất nặng nào. Joe 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 book are very heavy. are Book Joe book English are this book is very heavy. very very Đúng and rồi, good job. Đúng rồi đấy ạ. À. Đây, những quyển sách này tạm thời cứ ghi nhận cái này này là gì này đấy nhá, tạm thời ghi nhận đi ạ. Hôm sau chúng ta sẽ được học kỹ hơn về cái phần này ạ. À. Có một chủ đề học kỹ cái này, cứ yên tâm ạ. À. Được chưa? Nào tí nữa sẽ một bài tập ở nhà sẽ có ơi. Gì đấy? Bạn nào cô ơi đấy? Con về sớm về con hết pin Máy con hết pin á. Thế à. Mày cắm vào. Cắm sạc vào, vừa sạc vừa học. Máy cô này vẫn vừa sạc vừa vừa chạy Zalo này. À vừa lỗ chạy. nha cô. Mày nóng À. lắm. Không, máy cô chẳng nóng thì chạy vẫn mát lắm. Sờ Thế vẫn hát liền. máy có xịn rồi. Ừ, máy cô máy Dùng máy xịn rồi. Chuẩn, máy xịn. Ờ, máy yếu. không dùng máy tàu nó nổ chết. Rồi. Tôi rất khó Máy cô nha. ba mắt không nổ đâu cô ạ. Máy cô ấy không nổ được. Rồi, chúng ta nhìn đây nhá. These books số nhiều ạ. À, are very heavy. But that, nhớ này, cũng dùng one để thay thế ạ. À. Được chưa? Số ít mà. Thì không có S ạ. À. Is light. Được chưa? Rồi. Câu tiếp theo ạ. À. Họ vẫn còn ngủ phải không? Câu gì đây? Họ vẫn còn ngủ phải không? No question. Ừ, yes, no ạ. À. Chủ Yes, ngữ số ít hay nhiều đây? no. Số Nhiều nhiều ạ. ạ. Nhiều, Nhiều. nhiều ạ. Đảo cái gì Nhiều lên? ạ. Đọc, Are are gì? they still Đúng rồi, are they asleep? asleep? Đúng rồi. Bố mẹ tôi vẫn còn Grandma thức ạ. À. Số ít hay số nhiều đây? still Nhiều Nhiều. ạ. Bố mẹ là hai người ạ. À. Rồi xin Nhiều. mời làm. My parents My are parents are Đúng rồi, rất nhớ awake. bài ạ. À. Còn thức chính là dùng từ awake. Good job. Awake. Đấy. Dạ. Đó. Cứ câu hỏi đảo to be lên, câu khẳng định thì chủ ngữ to be tân ngữ, thế là xong đúng không? Phủ định thêm nốt vào dễ không? Đúng không? Quan trọng là bây giờ phải nhớ hết được cái từ vựng này. Đúng không? Nhớ hết được cái từ vựng này là ngon đúng không ạ? Rồi, căn phòng này rất sạch sẽ, còn căn phòng kia thì bẩn. Câu gì? Câu khẳng Khẳng định. định ạ. Khẳng định Khẳng căn phòng này ít hay nhiều? Ít Căn ạ. phòng ít à? Căn phòng kia ít hay nhiều? Ít. Ít. Ít hết ạ. À? Ít. Nào xin mời làm ạ. À? Đúng rồi, good job. Rồi các bạn nhớ này, khi cô cho lớp mình nói là nói hết, tất cả cùng nói. Những bạn nào nhà ồn thì cứ tắt mic, còn một vài bạn nhà không ồn thì tắt cái bồng mở lên cho nó vui thôi, cho nó vui tai. Đấy ạ. Nhưng mà nhớ này, bước này là mà bước nói của lớp mình đấy ạ, đang bước tập nói đấy ạ. Nhớ là khi nói ấy, nó sẽ nhớ ra ít nhất là ghi nhớ 85% thông tin. Nên là cô hỏi các bạn tại sao, cô hỏi các bạn đáp. Chứ cô đưa thẳng cái đáp án cho các bạn cho nhanh. Thì cô không làm điều đấy đâu. Bởi vì đưa cái đáp án các bạn check à. Sau đó là quên hết. Tất cả cái này các bạn quên hết. Không thể phản xạ được giao tiếp đâu. Nên đấy là lý do vì sao cô phải chữa trực tiếp với các bạn. Mà các bạn nhớ phải nói ạ. À. Miệng các bạn ạ. À. Các bạn không mở miệng ra thì không bao giờ nói được ạ. À. Được chưa ạ? Nên bước này là bước tập tĩnh nói rồi ạ. À. Xong về nhà cô sẽ hướng dẫn cái bước nói. Tí cô sẽ hướng dẫn bước nói là các bạn sẽ thành thạo được hết tất cả phần nói luôn. Được chưa? Đấy. Nên là nhớ là không phải chỉ được vài bạn nói đâu nha, thấy một vài bạn nói mình chẳng nói thì mình ngậm miệng mà mình thấy hiểu hiểu mình hiểu rồi, thế này hiểu hiểu rồi. Nếu các bạn thấy là thỏa mãn ấy, thì thôi tốt nhất là chỉ học dừng lại những bước viết thôi, đừng có nói nữa. Được chưa? Nên để nói được thì các bạn nhất định phải nói hết tất cả, cô bảo nói là nói
Được chưa? Miệng phải mở ra nói ạ. Mặc dù tắt mic cũng được nhưng cứ nói ạ. Bởi vì sao? Nói xong nó nhớ cực kỳ sâu luôn ạ. Hôm sau về tập nói nhanh lắm ạ. Nhưng bạn nào không từng tập nói hôm nay đến về nhà tập nói toát mồ hôi rồi đấy ạ. Không nhớ được hết đâu. Được chưa? Nên là nhớ là phải nói đấy nha. Này, các bạn ngồi đấy bây giờ các bạn nào nói bạn nào không nói thì cái đấy là ý thức của bạn thôi. Các bạn học cho các bạn không phải học cho cô luôn nha. Được chưa? Nên là miệng các bạn phải nói, phải mỗi cô nói. Được chưa? Tất cả phải nói. Được chưa? Ngoài là nếu các bạn tắt mic thì những bạn nào ồn thì tắt mic thôi ạ. Nào xin mời làm câu đầu câu 10 này. Nói đi. Chỗ này thì chúng ta nhớ không dùng that room mà dùng that one để tránh lặp từ. Được chưa ạ? Đó. Đây quản. Nơi này rất an toàn phải không? Câu gì đây? Yes, no. Câu hỏi. Nơi này số ít hay No, nhiều? no. Ít hay Ít nhiều? Trả lời đi. Ít. Ít. Đảo cái gì Ít. lên? Đảo. Is. Rồi y gì ạ? Is this? Is this? Is this play? Is this play? Đúng rồi. Is this play very safe? Đúng không? Con chó kia rất nguy hiểm. Con chó số ít hay nhiều? Rồi xin mời làm ạ. That dog is very dangerous. That dog is very dangerous. Các bạn có biết vì sao mà bao giờ bắt đầu một câu cô đều hỏi các bạn là đây là câu gì không ạ? Khẳng định, phủ định hay yes, no không ạ? Có biết vì sao cô hỏi câu đấy không ạ? Bởi Để vì mình nếu có cái không phần sàng hỏi của cho có câu cho chuẩn ạ. Để nhận biết câu Tư lại duy câu. của chúng ta đúng rồi ạ. Tư duy của chúng ta ban đầu là gì ạ? Khi cứ nhảy vào câu làm ngay, nhảy câu làm ngay, chẳng biết đây là câu gì hết, cứ làm luôn. Cứ thấy cái gì nói trước nói trước cái này nói sau đúng không ạ? Các bạn đang bị mắc như thế. Nên tư duy đầu tiên nhìn vào một câu cái bạn phải xem nó là câu khẳng định, phủ định hay là yes no. Nếu phủ định phải có not. Nếu câu khẳng định thì chủ ngữ to be và tân ngữ. Nếu là câu hỏi yes no thì phải đảo to be lên, tức là các bạn phải định hình được như vậy đã. Được chưa? Thứ hai cô hỏi các bạn câu gì ạ? Chủ ngữ ít hay nhiều? Để các bạn định hình được là to be là is hay là are, đúng chưa ạ? Đấy, luôn luôn phải định hình được hai thứ đấy thì các bạn sẽ làm câu đúng. Còn nếu nhảy phát làm ngay, nhảy phát làm ngay thì thường là gì ạ? Khẳng định thì làm thành phủ định. Ôi, câu hỏi thành câu khẳng định, đúng không ạ? Làm lung tung hết cả là không được. Được chưa? Các bạn hay mắc thói quen như thế đấy ạ. Nào, câu hỏi đó không thú vị là câu gì đây? Phủ định. Câu gì? Phủ Không. định. Phủ định. Phủ định ạ. Phủ định. Câu hỏi đó số ít hay nhiều? Phủ định. Câu hỏi đó số ít hay nhiều? Ít. Nào xin mời làm ạ. Xin mời làm. That question isn't interesting. Interesting. Anh ta thật tẻ nhạt nói như nào ạ? He is very boring. Đúng rồi ạ. Boring. Anh ta thật tẻ nhạt đúng không ạ? He is very boring. Good job. Bây giờ boring. vẫn sớm phải không? Câu gì đây? Yes, yes no hỏi đúng rồi no ạ. Chủ ngữ ít hay nhiều? Bây giờ vẫn Xin mời làm. Thấy thấy có vẻ là nhiều đáp án khác nhau rồi đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không lấy now làm chủ ngữ. Now sau này các bạn học nó sẽ là trạng từ ạ. Mà nếu là trạng từ thì chúng ta sẽ không có gì ạ, dùng nó làm chủ ngữ ạ. Được chưa ạ? Nên chúng ta sẽ dùng it để thay thế ạ, bởi vì it trong chất ta học rồi ạ. It chính là thủ thì chủ ngữ thay thế danh từ chỉ vật là dạng số ít ạ. Vì vậy nên chúng ta dùng it để thay thế là is it early now? Được chưa ạ? Is this Is early now? Good job. Máy con nó đang đơ rồi. Đang lên xuống luôn rồi. Rồi, sẽ tạm thời thế vậy. Is this early now? Ố, nó bị đơ luôn đây này. Đơ luôn. cô tắt mở lại là được, cô chắc mắt chắc bị đỡ. Sẽ lại nhé.
Cô cũng Rồi, ok. chọn. Đấy, nó cũng không cho pet nữa đây này. À được rồi, ok ạ. Cô ta rất thông minh nhưng chồng cô ta thì thật ngu dốt. Câu gì? Nào cô khẳng định, Câu gì đấy? cô Đúng khẳng không? định Cô thông khẳng minh định. Khẳng của định, cô đúng ta. rồi ạ. Xin mời làm ạ. She But is very her clever, but her husband Đúng rồi, good job. is She is very intelligent, but her husband is really hoặc là very stupid. Yeah, dễ đúng không? Cái ao này sâu phải không? Câu gì đây cả lớp? Tôi Rồi. yes no ạ. Yes no Yes no. Cái Yes ao này số no ít hay nhiều ạ? ít ạ ít ạ Ít à? Rồi đảo cái gì lên nào? Is Y gì nữa ạ? is this 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 Ê, this cái ao này là is this is gì? Khoán. is Lâu là gì? like This Deep. right Cái pond hồ kia rất is nông, it mình nói thế nào pond ạ? that like is that is Bạn shallow rồi đấy, đấy. that like is is very very shallow very Đúng rồi, shallow it's very shallow. Good job. Tốt shallow ạ. Next one. shallow Chuyến tàu này rất tậm chậm nhưng chuyến tàu kia thì khá nhanh. Cô This khẳng train định. is Khẳng very định. Cô slow. khẳng định ạ. This Ờ, train cô khẳng định is rồi. Tôi very xin mời làm ạ. slow. It This train is very This slow. train is very slow. That This train That one is one khá nhanh, pretty fast. fast. Đúng chưa? Good job. Pretty fast hoặc là quite fast đều được ạ. À. Chúng ta nhìn này, chúng ta dùng one để thay thế cho từ train nhá, để tránh đọc từ nhá. Được chưa? Những con lợn này béo, còn con lợn kia gầy. Cô khẳng định đúng không? Những con lợn này số ít hay Gầy á nhiều? cô? Nhiều. Nhiều, Nhiều ạ. nhiều. Rồi Nhiều. xin mời làm Nhiều. nào. The This pig is a and con lợn kia one and that one that one Ah, good job. let's go now that's 18. one good job. Rồi. Chúng ta nhìn vào đây. Go show đi cô. The pigs là số nhà Let's us. Có nhìn thấy chưa? Nhìn màn hình chưa? Rồi À, rồi ạ. the Rồi pigs are big and hoặc là dùng từ fat. Được chưa? that's And that one one is gì? in Is thin. thin. Gầy, chúng ta dùng từ thin. Được chưa? Tôi Thin. no rồi, còn cô ta thì vẫn đói. Mình nói như nào? I am And hungry. be still hungry. Good job. Gia đình tôi nghèo, còn gia đình cô ấy thì giàu. Câu gì đây? Khẳng định. Câu khẳng định. Câu khẳng định Đúng, nha. số ít hay nhiều? Số Nhiều. nhiều ạ. Ít. Số ít ạ. Nhiều. À, Nhiều. nhớ cho cô này, có bạn thì vào Stupid. nhiều. Ta đi kiểu gia đình. Nhớ Gia này, đình chứ gia sao đình nhiều thì nhiều một gia đình thì chỉ có một gia đình thôi. Bên trong có nhiều người không quan tâm nhưng chỉ biết tôi có một gia đình ạ. À. Vì vậy gia đình là số ít ạ. À. Được chưa? thấy Nào xin mời làm ạ. À. Thấy chưa? My family My poor. family Every is family poor Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà không đọc rich đâu ạ, à, mà đọc là rich. Yeah, âm hôn gió vừa học đấy đúng không? Mùa xuân thì ẩm ướt, còn mùa thu thì khô hanh, cũng là câu khẳng định đúng không? Chủ ngữ số ít hay nhiều đây? Số ít. Rồi, xin mời làm. And autumn is dry. Đúng rồi ạ. Spring is wet and autumn hoặc là fall is dry. Sắp xong rồi. Nào câu 20 chưa làm ạ? Tòa nhà này rất cao còn tòa nhà kia thì thấp, nói như nào?
Cô đã nghe thấy có bạn nói từ tall, có bạn nói từ short. Lưu ý cho cô tall dùng cho người. Short, lưu ý này, short dùng cho vật thì nó nghĩa là ngắn. Nên chúng ta không dùng cho tòa nhà là vật, nghĩa là ngắn rồi, tòa nhà này ngắn là không được đâu nhá. Mà thấp ấy là phải dùng từ gì? Low, đúng rồi ạ. Và dùng cho vật phải là gì? High, nhớ chưa? Rồi. Cái máy tính này cũ rồi phải không? Câu gì đây? Yes, no. Tự trả tự. Yes, no. Rồi đảo cái gì lên nào? Is easy nữa. Computer. Computer old. Good job. Không vẽ lên màn hình ạ. Bạn nào vẽ Hải Phòng ạ? Hải Phòng cái gì? New. Chúng ta thấy không ạ? No. Bài ngày hôm nay thấy chữa cho dễ không ạ? Có dễ. Dễ đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở đây là nhiệm vụ của chúng ta về nhà làm điều gì có biết không ạ? Về nhà phải viết bài. Về nhà. Trật tự. Nghe cô dặn này, nghe cô dặn này. Ngày hôm nay chúng ta nói ra câu hỏi đâu các bạn nói đấy là các bạn đang phản xạ được rồi đấy. Các bạn đang phản xạ được câu khẳng định, phủ định yes no và to be số ít số nhiều rồi đấy ạ. Đang phản xạ được và đang nhớ dần rồi ạ. Và nhiệm vụ về nhà của lớp mình là bài số 1 này làm bài dưới dạng nói. Thế nào được gọi là làm bài dạng nói ạ? Nhớ này, câu dặn này. Các bạn sẽ nhìn vào, cô sẽ gửi lại file mà không có tiếng tiếng Anh ạ. Không có đáp án ạ. Nó như thế này, nó chỉ nguyên bản là không có đáp án ạ. Nó chỉ có tiếng Việt thôi ạ. Và chúng ta về nhà tập cho cô như này, nghe kỹ cô dặn nhá, để làm đúng được bạn nói được ạ. À, cứ nhìn vào câu tiếng Việt này và sẽ tự định hình xem câu trong đầu, tự định hình khẳng định, phủ định hay yes no, tự định hình số ít hay số nhiều và nói ra, và sau đó tự nói ra là your husband is tall and her husband is short, chậm cũng được, sau đó mới nhìn đáp án xem có đúng không. À, thấy ok rồi thì được, còn nếu không đúng thì phải tích vào đây là thấy câu này mình đang chưa đúng thì ạ. Xong tiếp tục đến câu thứ hai, nhìn vào tiếng Việt thôi ạ. Cô sẽ gửi file không có tiếng Anh đâu ạ. Tiếng Anh cô sẽ phải gửi ra đáp án, cô sẽ gửi riêng nhá, một file đáp án riêng. Còn một file cô gửi riêng chỉ có tiếng Việt này thôi ạ. Và nhìn tiếng Việt bắt đầu này. Trung tâm AV vẫn mở cửa cuối tuần phải không? Đầu tự định hình đây là câu hỏi, chủ ngữ số ít và tự định hình là is AV center open on the weekend? Đấy, tự phải nói được, lấy đáp án nhìn thấy ok, à thấy đúng rồi, ok. Câu thứ ba cũng tự đọc tiếng Việt sau đó tự định hình là câu hỏi yes no, chủ ngữ số ít, sau đó tự nói này. Is that shop close? Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Tuyệt đối về nhà khi tập nói, các bạn tập cho cô này. Nhớ này, ít nhất tập nói cho cô hai lần nhìn vào tiếng Việt và nói tiếng Anh. Hai lần mà thấy nó ok rồi ạ. Lần thứ ba, nhìn vào tiếng Việt, nói tiếng Anh và ghi âm gửi lên cho cô. Nhớ chưa ạ? Thành quả cuối cùng là phải ghi âm gửi lên cho cô bài nói. Đây là bài nói, không phải bài đọc, nhớ nha. Dặn này. Trật tự. Cô dặn này, đây là bài speaking của bạn, là bước số 6 đấy ạ. Là bước các bạn phải nói. Khi các bạn tập nói này ấy, ít nhất 3 lần, sau lần thứ 3 là ghi âm gửi lên ấy, thì từ vựng nhớ hết, cấu trúc ngữ pháp cũng nhớ hết, nói được luôn rồi. Nói được luôn hết tất cả rồi. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Đấy, đã hiểu được mục đích của việc học chưa ạ? Vậy cái bài nói này các bạn, cô đã chữa chưa ạ? Phân tích chưa ạ? Đáp án gửi tận miệng chưa ạ? Tí cô gửi luôn thôi ạ. Được chưa ạ? Nhiệm vụ các bạn chỉ về nhà là tập nói mà thôi, dựa trên cái gì đã có sẵn hết rồi. Tập nói để chúng ta có phản xạ. Và nhớ là to be động từ thường. À, to be phải biết gì ạ? Linh hoạt, số ít số nhiều phải làm được hết. Đấy mới gọi là học tiếng Anh. Chứ học tiếng Anh không phải dừng ở chỗ là hiểu, hiểu. Hiểu phần lý thuyết đấy chỉ là hiểu thôi. Mãi mãi không bao giờ nói được tiếng Anh. Các bạn chỉ nói được tiếng Anh khi mà các bạn phải vận dụng vào quá trình nhìn vào tiếng Việt nói được tiếng Anh, nhìn tiếng Việt nói được tiếng Anh. Như vậy mới gọi là thành công, như vậy mới gọi là hiểu bài. Được chưa ạ? Hiểu ý của cô chưa? Hello? Hiểu chưa? Rồi ạ. Được nha. Bài số 2 thì các bạn làm rồi đúng không? Từ từ dặn tiếp này. Ngoài bài tập đấy ra,
Thì các bạn sẽ có một bài tập nữa, đó là ghi âm tất cả từ vựng mà ngày hôm nay đọc 60 tính từ, ghi âm gửi lên cho cô ạ. Có mấy bài ghi âm rồi? Một bài ghi âm từ vựng, một bài nói, Ok một bài nói ghi âm lại, được chưa? Gửi lên. Bài thứ ba, chép cho cô, chép này, chép cho cô lý thuyết về chủ ngữ phụ, ba chủ ngữ phụ. Cứ chép vào vở là được ạ. Bây giờ chép hết vào vở là được ạ. Hôm sau cô giảng cho nó nhanh. luôn. Dạ. Chủ ngữ phụ tức là chúng ta đã có 8 chủ, 8 chủ ngữ chính trong tiếng Anh đúng không? Nhưng tiếng Anh chúng ta còn có thêm 3 chủ ngữ phụ nữa. Và chủ đề ngày hôm sau chúng ta học chính là chủ ngữ phụ đấy ạ. Cô cho lớp mình chép trước ạ, để cho hiểu bài trước ạ. Và có chép trước thì hôm sau đi nó nhanh. Hiểu chưa? Đấy. Thì chép trước vào vở, chụp hình gửi lên cho cô. Lý thuyết này chép xong chụp hình gửi lên, nhớ chưa? Bài tập như Chị vậy đủ chưa ạ? Có cần phải giao chị thêm nữa ta chủ không? cô nhắc lại bài hai cô ơi. Quá. Thế trật tự này, trật tự để nhắc lại này. Thứ nhất, bài tập nói, bài vừa rồi vừa chữa. Tập nói ít nhất 2 lần, một lần ghi âm lên là 3. Lần ghi âm nhớ này, lần các bạn ghi âm nói gửi lên tuyệt đối không nhìn vào đáp án ạ. À. Nhìn tiếng Việt nói tiếng Anh, nhìn tiếng Việt nói tiếng Anh và ghi âm gửi lên cho cô, được chưa? Xong bài thứ nhất. Bài thứ hai, ghi âm từ vựng, hai cái file từ vựng tính từ vừa mới đọc đấy ạ. À. Ghi âm gửi lên, được chưa? Để các bạn biết là rằng là 100% các bạn đọc được từ vựng. Được chưa? Ok. Bài thứ Dạ. ba, chép hết tất cả lý thuyết của gì Con nhớ ạ? rồi. Chủ ngữ phụ vào vở, chụp hình gửi lên, nhớ chưa? Vậy là có 3 bài tập ạ. À. Nhá. Ok. Đó, thì tí nữa cô sẽ gửi đầy đủ hết tất cả. Lý thuyết cô sẽ gửi ạ, à. Chủ ngữ phụ cô sẽ gửi ạ. À. Được chưa? Chứ cứ chép trước chụp rồi gửi lên là được ạ. À. Chép Ok. mỗi từ mấy dòng cô? Chép mỗi vụ đúng từ mấy dòng? Thì có nào cứ chép y nguyên thế mà vở được. Cô chọn kỹ càng chi tiết lắm rồi, các bạn chép là bạn hiểu luôn. Vâng Các bạn cứ chép ạ. là bạn hiểu luôn, bởi vì là cô biết rất kỹ càng chi tiết rồi. Được chưa? Chỉ việc chép là Hoa hiểu. là gì? Được chưa? Dạ. Vậy bài học ngày hôm Ghi nay cô âm giảng như này có bị nhanh quá không cả lớp? 60 từ. Ồ. Không ạ. Ok Rất hiểu chưa? đằng khác ạ. Đúng rất hiểu đúng không ạ? Tuyệt vời. Đấy. Nguyên sống Nên cô nhớ nha, nhớ này. Không được dùng tư duy cũ để học ạ. À. Đừng có ngồi nhớ buổi ngày học này khi phần chữa là không được chép. Cô bảo bạn làm nào cứ làm y nguyên thế, về nhà các bạn sẽ nói được tiếng Anh. Sẽ ngon lành, được nhờ. chưa? Từ cơ bản nhất Ồ. các bạn cứ học đâu nói đến đấy, học đâu nói đấy, học đâu hành đấy, nhớ hết đến đấy luôn ạ. À. Sau này các bạn sẽ thấy rằng là nó không khó. Học đâu nó nói được đây đến đấy rồi, phải sướng không ạ? Thích không? Chứ bây giờ ngày xưa học cái kiểu Có là học xong rồi gì ạ? cái Học xong rồi hôm sau tư từ lại quên mất. duy Học xong nó quên mất. Thì học thế để làm gì? Đúng không ạ? Học quan trọng nhất là ứng dụng được và giao tiếp được mới là cái điều quan trọng, nhớ chưa? Ok. Mong rằng lớp chúng ta thì cứ giữ vững cái động lực này, học cho đến giây phút cuối cùng. Và cứ từng chủ đề một, các bạn sẽ thấy rằng mình phát triển lên từng ngày. em Nói chưa thấy tốt. cái trung tâm nào mà nó miễn phí mà nó lại nhiệt huyết và nó lại truyền ra cái cảm giác nó vui sướng học tiếng Anh như này. Thế à? Vâng. Cô cũng chưa thấy một bạn nhỏ nào nói khéo như Nó thế. khéo thế cô Làm mới cho vui chứ cô, mà nó thông minh cô nó khéo gì. làm cho cô cũng thấy vui đúng không ạ? Với Có động nó lực. là sự thật cô. À thế là Để nó sự này thật sau này à? cháu Ô làm tuyệt bộ vời. trưởng bộ truyền thống. Miễn phí nó hiệu quả. À thế là miễn phí nó Ừ. hiệu quả à? Tuyệt vời. Cái lớp cho cả bạn một tràng tay lớn nào. Miễn phí nó hiệu quả cơ à? Cô Đấy. bên Ok, cạnh em bé hiểu chuyện. Rồi, nghỉ cô. nha. Chúc cả lớp ngủ ngon. Em chào cô, Good goodbye cô, chúc cô một buổi night. tối vui vẻ. See Chúc ngủ ngon với cô và you. cô. Yes. Bye bye. Yes.